Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 23. Đệ tử của các gia tộc binh bại như núi đổ, thảm bại dưới sự tàn sát của tộc bất tử, chỉ có chưa đây 1/3 số người thoát được khỏi nanh vuốt. Thượng quan Vân liên tục bay lượn ra xa hàng dặm, cuối cùng dừng lại dưới gốc cây thở hổn hển. Nghĩ lại lúc nãy mình sắp bị Gusen hút sạch máu tươi, trong lòng ông ta không khỏi rùng mình sợ hãi. Ngươi không trốn thoát được đâu, ở lại phục vụ cho bổn hoàng đi. Tiếng nói lạnh lẽo vang vọng trong núi. Thượng quan Vân run lên, vừa muốn chạy tiếp để trốn thoát nhưng lại bị một bóng người cản trước mặt. Làm sao có thể? Thượng quan Vân cực kỳ kinh hãi, hoàn toàn không thể tin nổi tốc độ của Gusen lại nhanh đến vậy, vậy mà ông ta còn có thể tiến lại gần mình lặng lẽ, không một tiếng động gì như thế. Lúc này, ông ta rất hận cha mẹ đã không sinh thêm vài chân cho mình. Ở lại đây đi. Tiếng của Gusen như âm thanh từ địa ngục. Thượng quan Vân kinh ngạc phát hiện mình bị một sức mạnh vô hình giữ chặt. Khặc khặc khặc. Tiếng cười quái dị vang lên bên tai Thượng quan Vân, ông ta nhìn lên thì thấy Gusen đã đứng gần mặt mình. Xoẹt. Thượng quan Vân theo bản năng nhấc đao lớn trong tay lên rồi đánh về phía trước. Keng keng. Đao lớn đâm vào cánh tay của Gusen phát ra tiếng kim loại va chạm với nhau. Kim cang bất xoái thần công. Không phải. Đó là hai miếng tấm thép trên cánh tay của Gusen. Hừ. Thượng quan Vân chưa kịp nhận ra thì Gusen đã lấy hai răng nanh trong miệng tấn công Thượng quan Vân. Không, không được. Trong mắt Thượng quan Vân tràn ngập nỗi sợ hãi nhưng lại không thể thoát khỏi tay đối phương. Gusen, gan ông cũng không nhỏ nhỉ. Một tiếng nói nhạo báng bất ngờ vang lên trong tai hai người. Trong chốc lát, cơ thể của Gusen như bị đóng băng. Hai chiếc răng nanh đã sắp chạm vào cổ Thượng quan Vân không tiến thêm nữa. Quân đế. Nhìn thấy người trẻ xuất hiện không biết từ khi nào ở trước mặt, xoẹt một tiếng, Gusen gần như không chút do dự, lập tức xoay người chạy rất dứt khoát. Lý Trạch Vũ không đi theo. Ở phía sau, Cung Nghê Thường thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy rung động đến mức không tìm ra từ ngữ để diễn đạt. Lý Trạch Vũ chỉ mới lộ diện. Đã làm một người đứng đầu của tộc bất tử như Gusen lại bị sợ hãi chạy trốn. Nếu không phải tự mắt nhìn thấy, cô ấy không bao giờ dám tin. Thượng quan Vân thoát chết trong gang tấc, thở hổn hển, bất lực nằm dài trên mặt đất thở dốc. Thượng quan gia chủ, ông vẫn ổn chứ? Lý Trạch Vũ cúi xuống, mặt hiện nụ cười vô hại. Tôi không sao. Thượng quan Vân cảm ơn, đồng thời quan sát người thanh niên trước mặt. Ông ta không phải là người ngốc. Tất nhiên sẽ nhận ra rằng quái vật kia chạy trốn chắc chắn là do sự xuất hiện của vị thanh niên này. Bên cạnh sự kinh ngạc, ông ta càng tò mò về điều đặc biệt ở vị thanh niên này hơn. Không sao là tốt rồi. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói, trên giang hồ, khi nam cứu nữ thì bên nữ thường sẽ lấy thân báo đáp để cảm tạ, còn nếu một người nam cứu một người nam khác thì thông thường sẽ là trả tiền để báo đáp. Tôi nói vậy, thượng quan gia chủ có hiểu ý tôi không? Khóe miệng Thượng quan Vân giật giật mấy phát. Ông à cái gì? Lý Trạch Vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên dữ tợn. Ông đây đã cứu mạng ông, giờ đòi chút tiền của ông cũng là lẽ thường tình chứ. Thượng quan Vân hiểu rằng đối phương đang muốn tiền của mình. Cho, tôi cho cậu. Thượng quan Vân cũng phản ứng nhanh chóng, trực tiếp đưa ra giá. Cậu đã cứu mạng tôi sẵn lòng cho cậu 100 lượng vàng. Ông nói cái gì cơ? 100 lượng, mang đi xua đuổi người ăn xin à? Lý Trạch Vũ nghiêm mặt, giơ một ngón tay, 1.000 lượng vàng, thiếu một xu là tôi sẽ đi gọi Gusen quay lại hút máu ông đến khô thì thôi. Ha ha, ha ha ha. Thượng quan Vân đột nhiên cười to, tiếng cười tràn ngập sự khinh bỉ, thanh niên, cậu biết tôi là ai không? 1.000 lượng, sao cậu không đi cướp đi? Nếu vào lúc Gusen muốn hút máu từ ông ta, chỉ cần có ai đó có thể cứu ông ta, đừng nói là 1.000 lượng vàng, cho dù cả gia sản ông ta cũng. Sẵn lòng đưa. Nhưng bây giờ tình hình khác rồi, Gusen đã đi, ông ta không còn nguy hiểm nữa. Lý Trạch Vũ đột nhiên nâng giọng, nói, thượng quan gia chủ nói những lời này không đúng rồi, tôi mới vừa cứu mạng ông đấy thôi. Thượng quan Vân chơi trò vô lại, cười lạnh nói, tôi có kêu cậu tới cứu tôi sao? Được, tốt lắm. Lý Trạch Vũ đưa ngón tay cái lên, ngưỡng mộ nói, thượng quan gia chủ làm như vậy không sợ tôi gọi Gusen quay lại sao? Cậu cứ gọi đi, tôi sợ cậu chắc. Trong núi không có hổ, còn khỉ tự xưng là vua, lúc này Thượng quan Vân cực kỳ tự tin, không hề sợ hãi. Bỏ qua việc ông ta không coi trọng người trẻ tuổi trước mắt,
cho dù lát nữa hắn có thật sự gọi Gusen quay lại, lẽ nào ông ta còn chưa chạy sao? Nếu không được thì cứ trực tiếp giết người trẻ tuổi này đi, ai dám nói gì? Mẹ nó, lúc nào tôi cũng nghĩ mình là kẻ tiểu nhân nhưng so với ông già như ông thì tôi vẫn còn là chính nhân quân tử đấy. Lý Trạch Vũ không hề phản ứng, nói lạnh lùng, vậy thì tôi sẽ theo ý ông. Nói xong, hắn lấy một mảnh vải đen từ trong túi áo che mặt rồi rút ra một cây đao từ trong ủng quân đội, nhìn Thượng quan Vân từ trên cao xuống, cướp đây. Ha, ha ha ha. Thượng quan Vân từ từ đứng dậy, bị hành động của Lý Trạch Vũ làm cho buồn cười. Cười cái mẹ ông ấy, không nghe thấy lời tôi nói à? Cướp đây. Lý Trạch Vũ nhấn mạnh một lần nữa. Thanh đao lớn trong tay Thượng quan Vân vung về phía trước, ngang ngược nói, nếu bây giờ cậu phi ngựa cút đi thì tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì đừng trách tôi dùng một đao chém đứt cậu. Cút mẹ ông đi. Lời vừa nói, thanh đao trong tay Lý Trạch Vũ đột nhiên đâm tới. Tốc độ nhanh như chớp. Thượng quan Vân bất ngờ, nhanh chóng nâng dao để chống đỡ. Đang đang. Keng keng. Lý Trạch Vũ truyền khí lực từ lòng bàn tay vào thanh đao, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp làm gãy đao lớn trong tay Thượng quan Vân. Làm sao có thể, cuối cùng Thượng quan Vân cũng nhận ra. Người trẻ tuổi trước mặt có thể làm cho lão quái vật kia bỏ chạy, bởi vì sức mạnh của hắn còn đáng sợ hơn. Keng keng, Thượng quan Vân cầm lấy một nửa thanh đao để cản đòn. Nhưng cách Lý Trạch Vũ chém đao không hề hoa mỹ mà chỉ dựa vào một chữ, nhanh. Hơn 10 nhát chém xuống, nửa thanh đao trong tay Thượng quan Vân lại bị gấy, chỉ còn lại một phần cán đao trong tay. Đã bảo ông mặt dày vô liêm sỉ, bảo ông không biết xấu hổ mà. Lý Trạch Vũ ra đao càng nhanh hơn. Thượng quan Vân nhanh chóng lùi về phía sau 10 vài thước sau đó quay người bỏ chạy. Phi! Muốn chạy à? Lý Trạch Vũ xuất hiện trước mặt ông ta như chớp. Dừng tay! Mau dừng tay. Vừa mới thoát khỏi bầy sói, không ngờ lại rơi vào miệng hổ, Thượng quan Vân chỉ có thể trách mình tại sao xui xẻo như thế. Nhưng điều làm ông ta kinh ngạc hơn cả vẫn là sức mạnh của Lý Trạch Vũ. Ở tuổi chưa tròn 20, làm sao hắn lại có thể đánh ông ta đến mức ông ta không hề có cơ hội phản kháng chứ? Thanh niên này thực sự là ma quỷ mà. Ông có đưa tiền không? Lý Trạch Vũ hỏi từ trên cao. Đưa, tôi đưa. Lúc này Thượng quan Vân đâu còn dám không đồng ý. Oanh! Lý Trạch Vũ đạp một cú làm Thượng quan Vân bay ra vài mét rồi ngã té lộn nhào như chó ăn cứt. Mẹ nó, ông đúng là tên khốn nạn mà, cứ ép ông đây phải ra tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.